1. BMW Vision X100. Giống như hầu hết các mẫu xe tương lai, BMW Vision X100 được nhà sản xuất mệnh danh là chiếc xe đến từ tương lai. Xe đã có nhiều cải tiến rất đáng tiền ngay cả trong thiết kế và trang bị công nghệ. Đây là mẫu xe được BMW sản xuất để kỷ niệm 100 năm lịch sử, nên được hãng rất đầu tư với công nghệ sản xuất in 4D, tính năng tự lái hiện đại và rất nhiều tiện ích đỉnh cao khác. Nội thất BMW Vision X100 mang phong cách đơn giản và thông thoáng. Có được điều đó là do hãng BMW đã tiết giảm mọi thứ. Tất cả đều được thiết kế mỏng và gọn hơn như ghế ngồi, cụm điều khiển ở vị trí trung tâm, bảng tắc lô hay vô lăng. Nội thất Vision X100 được làm từ những vật liệu cao cấp nên cho khả năng bền vững cao và cảm giác rất sang trọng, hiện đại. Khoang lái BMW Vision X100 mới được trang bị thêm khả năng nhận diện khuôn mặt, tính năng tự động mở khóa khi phát hiện chủ xe tới gần. Ngoại thất của xe được lấy cảm hứng thiết kế như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng với nhiều ánh sáng và hầu như không có bánh xe nào có thể nhìn thấy được. Bốn cánh cửa mở được thiết kế dạng cánh chim nên cho cảm giác lạ mắt và giúp người dùng ra vào xe được thuận tiện. Những cải tiến này giúp khoang cabin của Vision X100 như thông thoáng hơn. Xe được trang bị hai chế độ lái. Nếu người lái muốn nghỉ ngơi có thể sử dụng chế độ E để xe tự lái hoàn toàn, và khi đó vô lăng sẽ được giấu vào trong bảng táp lô và ghế xoay ở một mức độ nhất định cho phép người lái chỉ cần thư giãn và tận hưởng chuyến đi. Trong khi đó, chế độ lái bút sẽ giúp tài xế cầm lái với khả năng hiển thị các điểm lái đảm bảo an toàn cao nhất nhờ các công nghệ mới vô cùng hiện đại. 2. Mercedes-Benz Vision AVTR. Có cửa hình bầu dục và phình ra, bánh xe có thể phát sáng với các dải ánh sáng màu khác nhau. Màu sắc của Mercedes-Benz Vision AVTR trông giống như một con quái vật hung ác đến từ thế giới tương lai. Ở phần phía sau của xe có 33 tấm chuyển động để giống một số loại vải bò sát. Trong bộ phận hệ thống đẩy của chúng, AVTR đi kèm với dung lượng pin 110 kWh để cung cấp phạm vi 700 km trong một lần sạc. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là công nghệ nằm sâu bên trong hệ thống xe là một công nghệ được coi như bộ não trung tâm giao diện thực sự hoạt động, bởi xác định những gì bạn đang nghĩ đến bất kỳ khoảnh khắc nào trên ghế lái xe. Khi bạn đặt điện cực đeo được vào phía sau đầu của bạn, hệ thống có thể ghi lại và đo lường hoạt động của não để xác định hành vi của ô tô, ví dụ như tốc độ như thế nào và hướng nào nó sẽ đi trong số các chức năng khác. Bánh xe cả trục trước và trục sau đều có thể quay cùng chiều hoặc ngược chiều, nghĩa là chiếc xe có thể đi ngang một góc 30 độ. 3. Rolls-Royce Vision X100. Với màu xanh bạc lung linh và chấm buồn quá khổ, Rolls-Royce Vision X100 thể hiện những hoài bão trong tương lai đối với một chiếc xe siêu sang thực thụ, có khả năng xuất hiện từ năm 2040 trở đi. Đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn cá nhân hóa theo đúng chất Rolls-Royce, bên dưới một thiết kế xứng đáng tôn vinh đẳng cấp cho những chủ nhân tương lai này. Rolls-Royce Vision X100 vẫn mang trên mình thiết kế đặc trưng của thương hiệu Rolls-Royce với huy hiệu Rolls-Royce chữ màu đỏ, biểu tượng Spirit of Ecstasy vẫn sẽ chiếm vị trí quen thuộc cao nhất phía trên đỉnh tấm lưới tản nhiệt Pantheon. Nắp capo dài, tỷ lệ mang tính biểu tượng của toàn bộ chiếc xe đảm bảo giữ được những thiết kế Rolls-Royce thuần chất, đồng thời tạo ấn tượng với thế giới về sự bề thế, quý phái và tính hiện đại đậm màu tương lai. Đây là một phương tiện di chuyển trong tương lai. Qua đó, Rolls-Royce Vision X100 tạo điểm nổi bật qua hệ thống cửa mở hai chiều khác nhau. Cửa phải của xe mở kiểu vỏ sò và cửa bên trái mở ngang truyền thống. Với kiểu mở cửa xe thiết kế đặc biệt này, người dùng có thể đứng thẳng người khi xuống xe, bật lên súng tự động nhô ra từ thân xe mỗi khi cửa mở và có đèn đỏ bật sáng để soi đường. Trong khi đó, không gian nội thất của Rolls-Royce Vision X100 mang tới khách hàng một trải nghiệm sang trọng với ghế ngồi sofa dài, xung quanh khoang nội thất cốt gỗ Makassar, sàn xe và cửa tay sử dụng chất liệu lụa cao cấp. Một điều khá đặc biệt là xe hoàn toàn không có bảng điều khiển trung tâm hay vô lăng. Ở vị trí bảng điều khiển trung tâm truyền thống là màn hình OLED cỡ lớn và đồng hồ đặc trưng ở các mẫu Rolls-Royce. Hãng cho biết sẽ trang bị cho xe người trợ lý ảo với tên gọi Elena. Người trợ lý ảo này sẽ hỗ trợ toàn bộ cho quá trình điều khiển và vận hành xe. 4. Audi SkySphere. SkySphere Concept, một trong ba mẫu concept đầu tiên mang hơi hướng thiết kế tương lai của Audi. SkySphere là một chiếc xe chạy điện hai chỗ ngồi với chiều dài cơ sở có thể mở rộng. Nó có khả năng chuyển đổi từ một chiếc Grand Tourer tự lái, rộng rãi và thoải mái thành một chiếc xe thể thao sang trọng hướng đến hiệu suất chỉ bằng một nút bấm. Audi SkySphere có phần đầu xe với lưới tản nhiệt single frame quen thuộc của hãng và được bao phủ toàn bộ với rất nhiều đèn LED trang cả sang hai bên cạnh, tạo ra chuỗi ánh sáng độc đáo. Đầu xe được tạo thêm điểm nhấn với phần chắn bùn cơ bắp, kính chắn gió nghiêng và vòng khung bảo vệ phía sau tựa đầu cho phép tạo ra một không gian mở nhỏ cho mui mềm. SkySphere sở hữu bộ mâm 23 inch được đặt chế tối ưu tính khí động học, và chúng cũng cung cấp đủ khả năng làm mát cho hệ thống phanh phục hồi. Vòm bánh xe được thiết kế cong và loe rộng,
Nhìn từ bên cạnh, Sky Sphere có một tỷ lệ rất ấn tượng với mui xe dài. Như đã nói phía trên, Audi Sky Sphere có khả năng tùy chỉnh chiều dài cơ sở với capo và hông xe có thể tiến về phía trước thêm 250mm để lộ ra nhiều yếu tố trang trí mới cũng như cải thiện thêm không gian bên trong cabin. Chiều dài mặc định của Audi Sky Sphere ngang hàng RS5 4,94m nhưng ở mức cao nhất 5,19m. Xe dài ngang A8L chiếc sedan lớn nhất đội hình thương hiệu Đức hiện giờ. Nội thất lựa chọn hai cấu hình ở chế độ GT, vô lăng, màn đạp và cần số ẩn đi thay bằng màn hình giải trí 55,7 inch bao phủ toàn bộ bảng điều khiển. Hành khách có thể truy cập internet, tham dự hội nghị truyền hình hoặc xem phim. Toàn bộ bảng điều khiển không sử dụng nút bấm vật lý thay bằng bề mặt cảm ứng. Hệ thống âm thanh cao cấp với loa ẩn ở chế độ sport, vô lăng, bàn đạp và cần số sẽ lộ ra vào một phần bảng điều khiển hướng về phía người lái. Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ trường phái Art Deco. Ghế bọc vải sợi nhỏ kết hợp với da tổng hợp và gỗ bạch đàn. Audi cho biết, với ý tưởng trục cơ sở có thể tùy chỉnh sẽ chỉ áp dụng trên bản concept, để đi vào sản xuất cần nhiều năm nghiên cứu và phát triển để tuân thủ các quy định an toàn cùng các yếu tố thiết kế xe. Riêng phần đầu xe với lưới tản nhiệt khung đơn LED, hãng xe Đức sẽ áp dụng trong các mẫu xe sản xuất sắp tới. 5. Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion. Bạn có thể đang nhớ đến một chiếc xe hơi của khoa học viễn tưởng. Không khác biệt, F015 Luxury in Motion chính là sự pha trộn của những công nghệ nổi bật nhất khoảng thời gian trở lại đây. Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion sở hữu hình dáng đầy mạnh mẽ và uyển chuyển. Đường viền đơn sắc màu bạc ôm theo phần kính chắn gió và mặt kính mái chuyển động về hai bên hông xe cung cấp hiệu ứng thị giác mịn và tinh tế. Với thiết kế thon dài, cấu trúc cơ thể thông minh của Mercedes-Benz F015 kết hợp sợi carbon da cố nhựa, nhôm và thép có độ bền cao đảm bảo sự an toàn và thoải mái tối ưu dành cho người sử dụng. Hệ thống động cơ điện dạng Light Hybrid của Mercedes-Benz F015 cho phép xe di chuyển quãng đường gần 1.100 km mà không có khí thải, trong đó có khoảng 200 cây số chạy bằng pin và khoảng 900 cây số còn lại bằng điện được cung cấp từ nhiên liệu hydro. Điều này cho phép F015 Luxury in Motion đạt khoảng cách tương đương như một chiếc xe động cơ diesel nhưng lại rất thân thiện với môi trường. Định nghĩa theo cách mà một chiếc xe tự lái trong tương lai sẽ giải phóng con người khỏi phần lớn thời gian tập trung để lái xe. Mercedes-Benz F015 cung cấp không gian nội thất sang trọng và hiện đại bậc nhất. Bốn ghế ngồi được thiết kế giống với các ghế tự hành cứng, có khả năng xoay 360 độ cho phép hành khách dễ dàng tiến vào hoặc đi ra từ trong và ngoài xe cũng như giao tiếp với vị trí mặt đối mặt. Tương phản, sàn xe là bề mặt gỗ ốc chó sang trọng và ấm áp. Sự chuyển động từ sàn xe lên các tấm cửa cũng nhắc lại hình dạng thân xe bên ngoài một cách rất đặc sắc. 6 màn hình hiển thị độ phân giải cao tích hợp công nghệ tương tác cử chỉ phía trước, sau và hai bên hông xe sẵn sàng biến chiếc xe thành một phòng giải trí hiện đại. Đây cũng là bảng điều khiển kết nối người sử dụng với các chức năng của chiếc xe và thế giới bên ngoài.